Đồ câu Nhật Bản huấn fishing xin chào toàn thể anh em đam mê câu cá nhá. Nay em về được 24 đâu 25 con máy câu cho anh em. Nay tiếp tục chương trình là sale cực mạnh cho anh em. Thì giá em báo trên video là chưa bao gồm phí ship anh em nhé. Đấy. Thì hiện tại các bên vận chuyển chưa có bên nào cam kết ngày nhận cả, và em cũng đã thông báo từ những video trước cho anh em rồi. Đấy. Thì anh em nào đặt hàng thì bên giao hàng có hơi chậm trễ một chút, thì cũng phải anh em cũng phải thông cảm thì vì tình hình do dịch bệnh đấy, anh em ở tỉnh nào có dịch thì cũng hiểu rồi. Thì đấy, nay em sell cho anh em khoảng 25 con máy câu đấy. Anh em nào nhanh tay nhắn tin qua Zalo, số Zalo em có để ở dưới phần mô tả anh em nhé. Đấy, như anh em nào chốt đơn trên chốt trên YouTube thì bình luận vào dưới cái video giúp em, rồi liên hệ luôn qua, rồi nhắn tin qua Zalo giúp em luôn nhé. Thì tiếp tục đến chương trình xả cho anh em. Đấy, xả luôn cho anh em với mức giá toàn giá ưu đãi thôi. Mã đầu tiên là spin 3000 Shimano. Dù này là dù số 2 anh em nhé, dù tầm số 2 nhé. Mã số 1 có 300.000 thôi, mã số 1 300k. Hoạt động thì vẫn ok bình thường anh em nhé. Mô hình sống đấy, mã số 1 300k. Tất cả những con máy ở đây đều đổi tay trái phải đấy anh em nhé. Mã số 1 300k. Và đầu thì vẫn ok. Chốt chặn đều ok nhé. Bên nhau đây. Mã số 1 300k anh em nhé. Đây là ngoại hình tổng thể. Có giấy xước sát. Trong video này là video xả cho anh em nhé, video sell cực mạnh cho anh em nhé. Đấy. Nên em đây mức giá tốt cho anh em rồi, để mức giá tốt cho anh em. Đấy. Mã số 1 300k nhé. Anh em nào mua hàng thì nhắn tin qua Zalo giúp em nhé. Đấy, hoặc anh em nào chốt trên YouTube chẳng hạn thì bình luận ở dưới rồi liên hệ nhắn tin qua Zalo luôn giúp em nhé. Tiếp đến là một con hàng ruby này. Con này size thực của nó size tầm 2000 anh em nhé, hàng da ban nhé. Size thực của nó size tầm 2000 nhé. Chốt chặn đều ok anh em nhé. Hoạt động có tiếng kêu kêu là tiếng chặn cước anh em nhé, dây cước này, tiếng chặn cước nhé. Hoạt động thì vẫn ok bình thường cho anh em, đổi tay trái phải bình thường, chốt chặn. Con này giá của nó là mã số 2 giá cũng 300.000 anh em nhé, mã số 2 giá cũng 300.000 nhé. Tôi thấy con mày đấy, mã số 2 giá 300.000 nhá, này sell cho anh em. Tiếp đến là một con BBX này thông báo với nhau nó bị khô dầu nhé, bên em không tra dầu nhé, với ngoại hình của nó xước sát nhiều nhé. Đấy, anh em mà về mua tập câu loại có cò chẳng hạn, đấy, loại có cò này thì nên mua con này nhé, tập câu có cò thì nên mua con này anh em nhé, cò vẫn sống nhé. Đấy, mức giá gửi đến anh em con này là mã số 3 giá 500.000 nhé, mã số 3 giá 500.000. Thì vẫn ok. Mã số 3 giá 500.000 anh em nhé. Giá em báo trên video chưa bao gồm phí ship nhé. Tiếp đến em có một con máy ngang này. Hoạt động thì vẫn ok anh em nhé. Con máy ngang nhé. Phanh này, bên này là phanh anh em nhé, phanh này cân mồi nhé,
xã này là này. Con này gửi đến anh em, con này cũng là hàng của, con này là hàng Malaysia nhé, hàng Malaysia xuất nhật anh em nhé. Con này mã gửi đến anh em mã số 4 giá 200.000 nhé, mã số 4 giá 200.000 nhé. Tiếp đến gửi đến anh em một con Lavi XT 2000 đây, ngoại hình tổng thể đây, Lavi XT 2000 đây, con này hàng Malaysia xuất nhật anh em nhé. Đây toàn giá sale cho anh em thôi. Lavi XT 2000 hoạt động thì vẫn ok anh em nhé. Chốt chậm. Bộ pin sống này. Con này cũng đổi tay trái phải đấy anh em nhé. Mã số 5 giá 500.000 anh em, mã số 5 giá 500.000. Đấy, này cũng sale cực mạnh cho anh em rồi, từ sẽ có những mức giá từ 300.000 cho đến 2 triệu đến 2.1 triệu. Đấy. Đấy, mã số 5. Mã số 5 giá 500.000 nhá. Anh em nào nhanh tay liên hệ nhắn tin qua Zalo giúp em nhé. Tiếp đến là mã số 6. Một con Untega XT 1000. Đây size 1000 dành cho anh em là câu tôm, một câu rô chép này, những dành cho anh em câu rô chép hoặc câu tôm đều được nhá, size 1000 nhá. Đấy, size 1000 này. Nếu mà em nói thông số cước là thông cước 1.5 và 130, cước số 2 và 100 và cước số 3 và 65 nhá anh em nhá. Ngoài tổng thể. Đấy. Con này là hàng Gia Ban anh em nhá, Untega thì cũng là hàng Gia Ban rồi. Dòng T-Win thì nó mặc định là của Gia Ban anh em ạ. Đấy, Untega XT 1000 nhá. Con này mã số 6 nhá, giá 800.000 nhá. Mã số 6 giá 800.000, Untega XT. Bộ pin sống anh em nhé. Con này cũng đổi tay trái phải anh em nhé. Untega XT 1000, mã số 6 giá 800.000. Tiếp đến là một con cũng Untega XT tay quay đôi, dành cho nhau con lua lóc này. Đấy. Lua lóc nhá, lua lóc vô xếp đều được hết nhá. Untega XT 2000, hàng cũng là hàng Gia Ban anh em nhé. Đổi tay trái phải anh nhé. Hoạt động này. Chốt chặt đều đầy đủ anh em nhé. Đấy, tiếp tục mã số 7 gửi đến anh em giá 950.000 nhé, 950.000 anh em nhé. Anh em là nhanh tay liên hệ qua mình nhé. Giá hiện tại là mình đang sale cho anh em rồi. Tiếp đến là một con Untega 2500 tay quay đôi. Hoạt động thì vẫn bình thường nhé. Con này cũng là mặc định hàng Gia Ban luôn. Con này đã được vào cước là đã được vào dù tầm số 2 anh em nhé. Thông số cước của nó là cước số 2 và đồng 170, cước 2.5 và đồng 150 và cước số 3 và đồng 110 anh em nhé. Hoạt động thì vẫn ok, đổi tay trái phải được. Mô hình sống tất cả đều hoạt động bình thường. Thì mức giá gửi đến anh em mã số 8 giá 1 triệu anh em nhé. Mã số 8 giá 1 triệu nhé. Tiếp đến là một con Biomaster. Đây, dòng Biomaster. Biomaster đời này thì cũng là đời Gia Ban anh em nhé. Biomaster XT 2000 cũng gửi đến anh em mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Nói chung là video này tri ân khách hàng với em xã nhé. Hoạt động thì vẫn ok bình thường. Biomaster XT 2000 dành cho anh em câu lua lóc hoặc rô chép đều được hết nhé.
Mã số 9 giá 900.000 anh em nhé. Mã số 9 giá 900.000 nhé. Biomaster XT 2000. Thông số cước của nó, cước số 2 bằng 150, cước số 3 bằng 100, cước số 4 bằng 70 nhé. Thì mã số 9 gửi đến anh em là 900.000 nhé. Mã số 9 gửi đến anh em 900.000 Biomaster nhé. Tiếp đến cũng là một con Biomaster. Biomaster nhưng ngoại hình nó nhỉnh hơn anh em nhé. Đấy, ngoại hình nó nhỉnh hơn nhé. Đấy, Biomaster XT 2000 nhé. Thông số cước cũng như mã số 9 anh em nhé. Chốt chặn đều ok. Đổi tay trái phải được anh em nhé. Nó có tiếng kêu và có tiếng cước này. Đấy, chỉ anh em ơi. Cước nó chạm vào đây có tạo tiếng kêu nhé. Còn tháo cước là không có tiếng kêu nhé. Đấy. Hoạt động thì vẫn ok. Cũng mặc định là hàng Japan luôn. Hoạt động thì vẫn ok. Anh em là câu lua lóc thì rô xếp lấy con này nhá. Mã số 10 thì anh em là 1 triệu nhá. Mã số 10 1 triệu nhá. Anh em nào chỉ mua hàng thì nhanh tay lên để nhắn tin qua Zalo giúp em. Tiếp đến em cũng có một con Biomaster. Biomaster thì con này ngoại hình thì nó lại cũng nhỉnh hơn loại hình kia. Thì nó so sánh theo từng giá nhá. Theo từng mức độ và thì độ đẹp của máy. Còn này Biomaster XT2000 cũng mặc định hàng Japan anh em nhé. Con này cũng đổi tay trái phải anh em nhé. Chốt chặn đều ok. Đấy, Biomaster XT2000 giá mã số 11, mã số 11 giá 1 triệu mốt anh em nhé. Mã số 11 giá 1 triệu mốt nhé. Mã số 11 giá 1 triệu mốt nhé. Đấy, hiện tại các bên vận chuyển vẫn chưa bên nào cam kết ngày nhận các bạn. Thì hiện tại dịch đang nhiều nơi đang bùng phát trở lại ấy. Đấy, thì các bác đặt hàng thì chú ý giúp em nhé. Đây, tiếp đến em gửi đến anh em một con Biomaster. Thì con này gọi là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nhìn này. Thường thì những con máy đã qua sử dụng đấy thì thường nó sẽ xước chỗ này. Đấy. Nhưng thông báo các bác luôn là con máy này là con máy hàng trưng bày. Đấy, hàng trưng bày chưa được sử dụng nhá. Đấy, nhìn này. Đấy, hàng trưng bày chưa được sử dụng nhá. Đấy, đến cả phần dưới còn chưa xước tí nào luôn. Đấy. Đấy, con này Biomaster, con này là hàng trưng bày anh em nhá. Hoạt động thì vẫn ok vì nó là hàng trưng bày mà. Con này cũng đổi tay trái phải đấy anh em nhé. Ngoại hình tổng thể nó đây còn khá là đẹp nhé, vì là con này là hàng trưng bày anh em ạ, cũng là hàng Japan Biomaster 2000 đấy, hàng trưng bày nhé. Đổi tay trái phải chốt chặn đều đầy đủ anh em nhé. Anh em nhìn con năng cước, con năng cước còn mới không biết xương anh em nhé. Thì mức giá gửi đến anh em mã số 12 giá 1 triệu 2 nhé. Mã số 12 giá 1 triệu 2 nhé. Đấy, mã số 12 giá 1 triệu 2. Trong video này toàn những mặt hàng giá tốt cho anh em thôi. Tiếp đến một con Daiwa. Daiwa size con này, rơi vào khoảng size 3.000 nhé. Size 3.000 hoặc 4.000 gì đó anh em. Đấy, nhìn cái cối nó sâu bên trong. Con này cũng là hàng Japan rồi này. Màu đỏ dành cho anh em nào câu ngâm này, câu cá tra. Bình sống anh em nhá. Con này đây quay. Size nó tầm 3.000 đến 4.000 anh em ạ. Đây quay. Hàng Japan nhá. Giá gửi đến anh em chốt chặn đều đầy đủ nhá. Mức giá gửi đến anh em mã số 13, mã số 13 giá 400.000 nhá. Mã số 13 giá 400.000 dành cho anh em nào công ngâm. Công ngâm một câu cá tráng được.
Tiếp đến là một con hàng Daiwa Make in Việt Nam. Daiwa Make in Việt Nam. Đấy. Thì con này ngoại hình tổng thể còn cũng còn khá là đẹp anh em nhé. Hoạt động thì vẫn ok. Con này size nó size 3000 anh em nhé, size 3000. Thông số cước của nó là cước số 3 và được 200m và cước số 4 và được 150m anh em nhé. Con này cũng dành cho anh em là cô lùa lóc này. Dành cho anh em là cô lùa lóc này. Lùa lóc, lùa chép đều được nhé. Đây, ngoài Made in Việt Nam anh em nhé. Thì mã số 14 này gửi đến anh em với mức giá là tầm 600.000 nữa. Đấy, 600.000 nhá. Mã số 14 600.000 anh em nhé. Hoạt động thì ok. Con này cũng đổi tay trái phải rồi anh em nhé. Đổi tay trái phải rồi nhé. Mã số 14 giá 600.000 anh em nhé. Tiếp đến gửi đến anh em một con hàng, con này là chất của China. Con này dành cho anh em nào mua cho về các cháu này, hoặc về câu những con cá nhỏ này. Đấy. Hoạt động thì vẫn ok. Mô bin sống, cối kim loại. Thì con này size của nó, size con này là size tầm size con này size 2000 nhá. Thông số cước của nó cước số 2 vào 130 và cước số 3 vào được 120, cước số 4 vào được 100 anh em nhé. Còn này còn là hàng China xuất Nhật nhé. Để. Cả kể hàng China hay là hàng Manai thì đã xuất sang thị trường Nhật thì nó mới đã được kiểm định hết rồi anh em nhé. Để. Muốn xuất một con máy sang thị trường Nhật thì phải kiểm định qua rất nhiều công đoạn để xuất một con máy sang. Đấy. Thì China hay là Việt Nam hay là Malaysia thì đã xuất sang Nhật thì cái thị trường nó khát khao hơn nhiều anh em nhé. Đấy. Đấy, mức giá gửi đến anh em cho con này, anh em con này là mã số 5 150.000 thôi nhé. Đấy. Mã số 5 150.000 thôi. Đấy. Mã số 5 150.000. Tiếp đến là một con máy dành cho anh em là câu biển này. Con này kêu gió. Cái này chắc đo số vòng tua thôi. Về không đấy, anh em nhìn nhá, vẫn còn hoạt động bình thường, vẫn còn nhảy số thôi. Đây dành cho anh em là câu biển nhá. Thông số vẫn nhảy nhá, về không này. Con này dành cho anh em là câu biển nhá. Đây, anh em là câu biển thì lấy con này nhá. Con này giá cũng rẻ thôi. Mã số 16 giá 400.000 nhá. Mã số 16 giá 400.000 nhá. Dành cho anh em là câu biển. Thông số đo. Đây, mã số 16 giá 400.000 nhá. Dành cho anh em là câu biển nhá. Con này là con máy ngang bên tay phải nhá. Máy ngang bên tay phải nhá. Tỷ số chuyển của nó là 5.1:1 nhé. Đấy. Thế thì số chuyển nó nhé. Đấy, mức giá thì đến anh em mã số 16 giá 400.000. Đấy. Mã số 16 giá 400.000. Tiếp đến cũng một là một con hàng câu biển nhé. Máy câu biển. Vẫn hoạt động bình thường nhé. Con này nó là con hàng Ruby, hàng Japan nhé, hàng Ruby Japan nhé. Đấy, mã số 17 giá 200.000, ngoại tổng thể đây. Đấy, con này để câu biển nhé. Con này cũng tay phải anh em nhé, con này cũng tay phải nhé. Đấy, mã số 17 giá 200.000 nữa. Đấy là một con hàng dành cho anh em là về sưu tầm này, có về công ngâm được nhá. Con này ngoại hình của nó có sức xa tới này.
nhưng mà đó là màu đen tuyền nhìn khá là đẹp nhé. Movin nhìn khá là đẹp nhé, đẹp long lanh luôn. Con này mũi tay trái phải bình thường anh em nhé, dành cho anh em là con ngâm này, độ cá tra đều được nhé. Con này size tương ứng của nó tầm size 4.000 anh em nhé, size 4.000 đến 5.000 nhé, nếu mà size tương ứng của nó tầm 4.000 đến 5.000 nhé. Đấy, còn thông số trên máy đôi khi có 800 này, đài quay ở đây Shimano. Con này có số Shimano nhé, Shimano. Nhưng mà trong số thực tế của nó thì nó phải rơi vào khoảng tầm size 5.000 anh em nhé. Ok, quả hình đẹp. Đấy, mã số 18 giá 600.000 anh nhé. Mã số 18 giá 600.000 nhé. Mã số 18 giá 600.000 anh nhé, là mua hàng thì nhớ nhắn tin qua Zalo giúp em nhé. Đấy, tiếp đến em gửi đến cho anh em một con hàng để câu lục này. Đấy, con này mua bên sống nhé, tiếng được rắc của nó hơi nhỏ anh em nhé. Hoặc anh em có thể lắp thêm một cái lông đền ở phần dưới này để đẩy cái phần này lên nhé, thì cái tiếng được rắc nó sẽ to nhé. Đấy, con này dành cho anh em câu lục nhé, size của nó tương ứng tầm size 5-6.000 anh em nhé. Đây, size ghi máy nó chỉ ghi là 4.500 thôi, nhưng mà nhìn vào cối và size thực tế của nó ấy, thì nó phải rơi tầm khoảng 5.000 đến 6.000 anh em nhé. Đấy, đồ rắc vẫn kêu anh em nhé, nhưng hơi nhỏ nhé, chứ không phải là đồ rắc chết anh em nhé. Đây, mở lại cối cho anh em nhé. Lưỡi gà vẫn còn hoạt động bình thường anh em nhé. Đấy, thì con này là con hàng của China nhé. Đấy, China hay Mana hay Việt Nam mà đã xuất được sang thị trường Nhật thì đã được kiểm tra rồi anh em nhé. Đấy, hàng có sai báo vậy cho anh em nhé. Đấy, hoạt động thì nó vẫn ok. Đấy, chặng đều ok nhá, có ABS đồng hoàng này. Dành cho nhau câu lục hoặc mới tập câu lục chẳng hạn. Đấy, đấy, lô này là lô lông nhá, size nó tầm 5-6.000 anh em nhá, tầm 5-6.000. Mức giá gửi đến anh em con này là mã số 19 giá 1.1.000 nhá, mã số 19 giá 1.1.000 nhá. Đấy, mã số 19 giá 1.1.000, nó hành tổng thể đấy, bô bin sống nhá. Đấy, dành cho anh em là câu lục này, hàng đây quá. Tiếp đến em có hai con mô bin tĩnh hay đấy, ở mô bin tĩnh này. Con này dành cho anh em là câu bạc bãi thôi. Đấy, lâu lâu dành cho anh em là câu bạc bãi thôi. Đấy, dành cho anh em là câu bạc bãi. Giá này là giá toàn bộ những con này đều là giá xả cho anh em nhé, giá sale cực mạnh cho anh em rồi đấy. Đây, còn là giá xả đấy. Super Aero BF chạy ba bọc đạn dành cho anh em cô bạc bãi. Hoạt động thì vẫn ok nhá. Hàng này là hàng ra bừng nha anh em nhé. Hàng này hàng ra bừng nhá. Thì ở video trước em cũng nói chia sẻ với các bác là ở bên Nhật là cũng nhiều thể loại câu ấy, có nhiều loại máy câu khác nhau. Đấy, thì con này dành cho anh em là câu bạc bãi này, câu bạo lực hoặc đánh bao tiêu đều được nhá. Đấy, mức
giá gửi đến anh em con này là em cũng đang xả thôi. Con này là giá mã số 20, giá 450.000, mã số 20 giá 450.000. Mã số 20 450.000. Giá hôm nay giá gửi đến anh em giá cực kỳ sinh viên rồi. Đấy. Tiếp đến là một cũng con hàng màu bình tĩnh, hàng da vàng. Cũng dành cho anh em là đánh ba tiêu. Đánh ba tiêu hoặc bạc bãi nhá. Máy thì cũng còn khá là đẹp nhá, size 5.000 nhá. Size kia là size tầm 6.000 anh em nhá. Đây size 5.000 nhá. Rồi tay trái phải bình thường. Giá cũng có chỉ là mã số 21, giá cũng 450.000 anh em nhé. Mã số 21 450.000 nhé. Mã số 21 là 450.000 đấy. Với anh tổng thể, anh em là mua hàng nhớ liên hệ nhắn tin qua Zalo giúp mình nhé. Tiếp đến một con hàng Alivio, Shimano Alivio đấy. Cái này dành cho anh em là chuyên nua lóc rồi. Đấy, anh em là chuyên nua lóc thì liên hệ nhanh nhá. Ngoại hình của con này còn khá là đẹp anh em nhá. Hàng này là hàng Malai rồi. Alivio 2500. Giá cực kỳ ưu đãi cho anh em luôn. Hoạt động thì vẫn bình thường. Mô bin chốt chậm. Ngoại hình tổng thể còn khá là đẹp nhá. Alivio 2500. Mã này là mã số 22 giá 800.000 nhá. Mã số 22 giá 800.000 anh em nhá. Mã 22 giá 800.000 nhá. Anh em nhanh tay liên hệ giúp mình nhá. Tiếp đến là một con Alex. Dây cước hơi dài nhỉ. Đây, Alex 1500 nhé, Shimano Alex 1500 nhé. Ngoại hình cũng còn khá là đẹp, có sức dằm ở phần dưới anh em. Hàng này là cũng là hàng Malai anh em nhé. 1500 này. Ngoại hình còn khá là đẹp nhé. Con này dành cho anh em nào Rochef Lua. Xếp mua đều được nhé. Mình đi sai 1500 này. Ngoại hình máy rất nhỏ gọn. Hoạt động thì vẫn ok nhé anh em nhé. Chốt chặn đầy đủ này. Con số cước của con này là cước 1.5 và 150, cước số 2 và 120, cước số 3 và 80 anh em nhé. Máy hoạt động thì êm mượt nhé. Đây, dành cho anh em là câu lua lóc này, câu ru chép đều được nhé. Cái mức giá gửi đến anh em con này là mã số 23 giá 700.000 nhé. Mã số 23 giá 700.000 nhé. Tiếp đến gửi đến cho anh em một con hàng size 5.000, con này full hộp nhá, con này full hộp luôn nhá anh em nhá, full hộp luôn. Con này là Made in China, đấy. Cũng xuất Nhật nhá anh em nhá, Made in China cũng xuất Nhật nhá. Đấy, em cũng chia sẻ với các bác rồi, cả cái hàng Malai hay là hàng China, nhưng mà đã xuất sang thị trường Nhật, thì bên thị trường Nhật một cái thị trường lớn kiểm tra một xin là khắt khao, một xuất là một con máy sang đấy là phải kiểm định đấy nhá. Đây, con này size 5.000 dành cho anh em là câu lục này hoặc câu cá tra, câu lăng xê đều được nhá. Đấy, câu lu cũng được. Máy hoạt động thì siêu êm mượt rồi. Hàng này hàng mới anh em nhá. Này, tem còn nguyên nhá. Cái này hàng mới nhá. Tính được đắt của nó này. Cối kim loại. Đấy, thân carbon, tay quay kim loại. Hàng này hàng phun hộp anh em nhé. Nó dành cho em là cô lục này,
có 5 C cũng được, 5 C bông sống hoạt động bình thường, em mượt, ngoại hình không có xuất sắc, ngoại hình cũng không có xuất sắc. Giá này cũng là giá sale cho anh em nhé, mã số 24 giá 900.000, mã số 24 giá 900.000 anh em nhé. Đấy, hoạt động thì vẫn ok. Đấy, anh em nào câu lăng C hoặc câu lục tầm 30-40 mét thì lấy con này cũng thoải mái anh em nhé. Đấy, 30-40 mét thì lấy con này vẫn thoải mái nhé. Đấy, con này đã có người ta đã vào dù sẵn cho mình rồi này. Đấy, về chỉ có việc câu thôi. Hoạt động vẫn ok. Đấy, toàn bộ giá này đều là giá sale cho anh em nhé. Mã số 24, mã số 24 giá 900.000 nhé. Mã số 24 giá 900.000 nhé. Tiếp đến em lên cho anh em một con hàng. Con này có là Thái Lan. Con này 97% luôn. Con này chạy 8 bắc đạn cơ. Con này dành cho anh em một câu lua lóc này, lô lông này. Đấy, lô lông chạy 8 bắc đạn anh em nhé. Movie này, đây, để thiết kế của con năn cước này. EXCA hàng Thái Lan full hộp hàng 97% em nhé. Bé cũng chia sẻ cho các bác là đây là EXCA mới 2000, bản này là bản Thái Lan nên giá nó sẽ thấp hơn bản của Ruby. Bản Ruby của nó cái bản EXCA mới 2000, bản Ruby của nó rơi tầm khoảng 2,5 triệu đến 2,3 triệu anh em nhé. Đây cái bản này là bản của Thái Lan anh em nhé. Bản của Thái Lan thì nó sẽ rẻ hơn nhé. Con này chạy 8 bắc đạn anh em nhé. Đây một cốt cho các anh xem. Nó có một bắc đạn ở trong cối nhé, bắc đạn trong cối luôn nhé. Đạn có một bắc đạn ở trong cối nhé. Asia hàng này là hàng 97% full hộp cho anh em. Anh em là có lua lóc thì lấy con này nhá, hoặc là rô chép cũng được, lô lông nhá, với 2000 lô lông nhá. Mô bình sống này. Đấy, mã số 25 giá 1,2 triệu nhá anh em nhá. Mã số 25 giá 1,2 triệu nhá. Tiếp đến gửi đến anh em một con Biomaster full hộp nhé. Đây, phụ kiện đi kèm này. Đây, cả tem dán này. Mang đến Biomaster. Đó là Biomaster 2000 nhé. Ngoại hình còn khá là đẹp anh em nhé. Phun hộp có nút châm dầu đổi tay trái phải anh em nhé. Đậm siêu êm mượt. Con này dành cho em một câu lua lóc này, một câu chép này. Nhiều mắt tơ. Đây hàng full hộp nhé. Con này là bản của Mana anh em nhé. Hàng Malaysia xuất Nhật nhé. Hoạt động thì em mượt nhé. Size 2000. Tông số cước của nó là cước 2.5 và đồng 125 và cước số 3 và đồng 110 anh em nhé. Mượt gần bằng kích luôn. Đấy, từ mượt gần bằng Daiwa Claudia kit. Có nút châm dầu anh em nhé. Mã số 26 gửi đến anh em là mã số 26 giá 1,6 triệu nhé, hàng full hộp nhé. Mã số 26 giá 1,6 triệu hàng full hộp nhé. Tiếp đến gửi đến cho anh em một con Tewin Bauer XT 5000, ngoại hình đẹp. Ngoại hình đẹp,
này dành cho anh em vào câu lục đầu cần đều được đấy, đi câu lục đầu cần này, hoặc có câu lăng xê này, hoặc có câu lua cũng được. Nếu mà tay quay đôi về dành cho anh em là câu chuyên lua, chuyên lua câu các thể loại đều được chứ. Hey Winbower T5000. Đấy, con này cước số 4 và được 200m, cước số 5 và được 150 và cước số 6 và được 120 anh em nhé. Đấy, con này đã có dù sẵn cho anh em này, mùi sống nhé. Dòng T-Win này thì mặc định nó là da ban rồi anh em nhé, dòng T-Win mặc định nó là da ban, loại hình đẹp này, tay quay đôi. Win bao ơi T5000 anh em nhé. Đây, tháo này ra không anh em, không anh em bảo thân 4000 và cuối 5000 chết em. Đây, Win bao ơi T5000 ra ban nhé. Con này dành cho anh em nào lua lóc đây, tay quay đôi. Mức giá gửi đến anh em con này là mã số đâu? Mã số 27, mã số 27 giá 2,1 triệu anh em nhé. Giá 17. Đấy, mã số 27 giá 2,1 triệu anh em nhé. T-Win Bauer XT 5000 nhé. Tiếp đến gửi đến cho anh em một con hàng câu cá tra này, anh em là câu cá tra hoặc câu lục đều được nhá. Con này là con Alot XT 6000 cơ, size nó size 6000 nhá. Anh em là câu lục này, câu lục hoặc câu lục 40-50m đều thoải mái nhá, size 6000 nhá. Hoặc có câu ngâm này, câu cá tra nhá, Alot XT 6000 này, hàng Malaysia, mô bình sống nó cước đầy đủ hết, chốt chặn ok, hoạt động rất ok cho anh em nhé. Thông số cước của nó là Li Long 4 và được 240, Li Long 5 và được 180, 6 và được 150 nhá. Đấy, BE 1.5 và được 460 nhá. BE 2 và được 390 nhá. BE 3 và được 230 và BE 4 và được 210 nhá. Con này dành cho anh em là chuyên cá tra này, con này cực khỏe đúng không? Đây, hình tổng thể đây cũng còn khá là đẹp nhé. Malaysia mã số 28 gửi đến anh em giá 1,7 triệu nhé, mã số 28 gửi đến anh em là 1,7 triệu nhé. Đấy thì giá em báo trên video là chưa bao gồm phí ship anh em nhé, anh em nào nhanh tay thì nhắn tin qua Zalo giúp em. Đấy. Em muốn thông báo lại các bác là hiện tại tất cả các bên vận chuyển chưa bên nào cam kết ngày giao nhận nhé, có những bên nhanh và có những bên chậm. Đấy thì các bác cũng lưu ý giúp em. Đấy, đấy trong video này là em xả toàn bộ cho anh em, xeo cực mạnh cho anh em luôn. Đấy, anh em nhanh tay liên hệ cho mình nhé. Các anh em nào yêu quý mình, đã ủng hộ mình thì hãy nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Cảm ơn anh em rất nhiều.